các bạn đã kênh xe phong cách 24 giờ. Mẫu mô tô 150cc hot nhất của Yamaha cuối cùng đã lên bộ Z1000. Tiếp X là mẫu Đức Bay phổ thông của nhà Yamaha chính thức phân phối tại Việt Nam từ cuối tháng 10 năm 2016 với giá bán là 80 triệu đồng, đắt hơn 11 triệu so với phiên bản FZ150, sẽ được nhập khẩu chính hãng từ Indo. Sẽ được trang bị động cơ phun xăng điện tử 150 phân khối cho công suất 16 lực tại 8.500 một phút, mô men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 7.500 một phút. Chi tiết nổi bật trên xe là cặp phục upside-down màu vàng. Tại Việt Nam, mẫu tiếp X150 thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân chơi xe thông qua những bản độ chính hãng theo phong cách Street Fighter, với hàng loạt phụ kiện được chọn lọc như mâm đúp ba cánh bản lớn, phanh kép cho bánh trước, khung thép Chilis, lớp Rally Cocha tăng thêm độ bám đường, bọc tay lái gương chiếu hậu Racing Boy, Oppo Rodiner, bộ số gãy Racing Boy. Bên cạnh đó có những mẫu tiếp X150 chính hãng được độ theo Cafe Racer và đặc điểm dễ nhận thấy từ xa như ghi đông lip-on, đèn pha tròn, cụm đồng hồ Continental dạng unlock, bánh cầm v.v. Một trong những phụ kiện được chọn gắn ngay khi mua xe đó là cái chống đổ giá 600 ngàn đồng cọc. Sản phẩm thiết kế gọn đẹp, đường nét sắc sảo, xi mạ màu vàng bắt mắt. Gù được gia công đảm bảo thêm độ cứng giúp xe tránh bị trầy xước, vỏ dàn áo nhựa v.v. Đồng thời tạo cái vẻ cứng cáp và chắc chắn cho chiếc xế, phòng tránh thương tích cho người lái khi xe bị ngã xuống đường. Thợ đổ cho biết gù có nhiều tùy chọn, gắn theo kiểu chỉa chung hiện đại khác nhau, đáp ứng theo sở thích của người chơi xe. Đối với các biker thường xuyên đi vượt và khám phá những cung đường trong màn đêm xa lặng, độ đèn trở sáng hầu như là yêu cầu bắt buộc. Mọi người có thể chọn đèn LED L6 gồm 6 bóng LED với giá là 400.000 đồng hoặc đèn LED L4 với giá là 1.3 triệu, tùy theo chất lượng và kết cấu riêng. Ưu điểm của đèn LED L4 là ánh sáng phát ra trắng như ban ngày, giúp người lái sớm phát hiện những vật cản trên đường ở cơ ly xa. Đèn có tuổi thọ cao và không tỏa nhiệt. Đèn có kích thước đẹp, gọn, kiểu dáng dễ nhìn. Thông thường dân chơi xe nên mua cùng lúc hai đèn L4 trên ghi đồng hoặc gắn vào phục trước, gắn thêm các cản gãy giá 650 triệu đồng để giúp dẫn xe tốt hơn. Cản có thước nhỏ gọn nên không móc vào những vật xung quanh. Cản được làm bằng hợp kim cao cấp, được gia công bằng CNC bắt mắt, hiện đại, đẹp mắt. Khung chống đổ, chống chày xước giá 550.000 đồng một cặp, được cắt CNC rất đẹp mắt, đến từng chi tiết nhỏ. Khung ốp có rất nhiều màu phù hợp với sở thích của những tay khác nhau và thuận tiện phối màu hài hòa với tổng xe. Trên xe nhập khẩu tiếp X, đèn pha được mặc định thiết kế luôn sáng khi chạy. Do khi bán tại Việt Nam, rất nhiều chủ xe có nhu cầu gắn thêm với công tắc đèn pha là giá 300.000 đồng, giúp người lái dễ dàng có thể tắt đèn pha khi chạy xe ban ngày. Gương chiếu hậu 350.000 đồng cặp được thiết kế đậm chất khí động học. Đây là một trong những phụ kiện khá bán chạy nhất, với rất nhiều bạn trẻ thích đổi gương chiếu hậu cho gọn đẹp, màu vàng sang trọng, được cắt CNC rất tinh mắt. Đắt nhất là cây bô hình tam giác tương tự như cái ống bô trên Kawasaki Z1000, giá là 5.500.000 đồng, rất hầm hố phong cách thể thao, đồng thời cho tiếng nổ rất mãnh liệt, ấm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.